Tôi rất mong Mạnh sẽ trúng cử lần này, vì mình đã làm giám đốc trung tâm cũng đã được mấy năm rồi, mà nhà xanh thì ngày càng trì trệ. Cần phải có người mới lên để thay đổi không khí của trung tâm, chứ cứ mãi thế này chán lắm. Này, vậy Quyên muốn ai trúng cử lần này? À, đợt này ai thắng cử thì mình cũng vui. Nhưng nếu chồng mình mà thắng cử thì mình sẽ vui hơn. Alo, alo. Thay mặt ban kiểm phiếu, tôi xin đọc kết quả bỏ phiếu tín nhiệm chức danh giám đốc nhà xanh như sau. Sau đây là kết quả. Tổng số phiếu phát hành 187. Tổng số thu về 187. Hai phiếu không hợp lệ. Còn lại phiếu hợp lệ là 185. Kết quả như sau. Lê Minh Nghĩa 23 phiếu. Nguyễn Kim Ngà 28 phiếu. Trần Tiến Quang 62 phiếu. Và cao nhất là đồng chí Lê Đoàn Mạnh 65 phiếu. Chúc mừng cậu Mạnh. Chúc mừng anh Mạnh. Chúc mừng anh Mạnh. Anh Mạnh nhá. Thế là quá xứng đáng rồi đấy. Xin chúc mừng. Thế là chúng ta có giám đốc mới rồi đấy. Chúc mừng anh Mạnh nhá. Chị em được nhờ đấy. Cảm ơn. Chúc mừng. Dạ cháu cảm ơn chú. Chúc mừng cậu. Cảm ơn cậu. Chúc mừng anh. Cảm ơn anh. Chúc mừng. Cảm ơn anh. Tôi chỉ kém cậu có 3 phiếu thôi đấy. Dạ. Vậy là cậu may mắn hơn tôi rồi. Vâng. Cố gắng nhá. Dạ.